Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Thì trong cái video này thì em sẽ tổng hợp cập nhật lại giá cho các bác dòng TV 55 inch của Samsung. Tất cả các cái mẫu TV 55 inch của Samsung đang bán bên em để các bác có thể tham khảo. Bác nào mà muốn mua hàng bên em hoặc là muốn em tư vấn trực tiếp thì các bác có thể gọi về số tổng đài đó là 0974 178586. Bác nào mà yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhớ ấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Thì sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video để cập nhật lại giá dòng TV 55 inch của Samsung cho các bác tham khảo. Ở dòng TV 55 inch của Samsung ấy thì bên em đã có những cái mẫu TV của năm 2021 này, 2022 này và cả năm 2023 nữa. Nhưng trong video này thì em sẽ cập nhật dòng 2021 và 2022 cho các bác thôi. Bởi vì các dòng đó thì giá thành đang được giá tốt và giá rẻ. Và cái thời điểm hiện tại thì các bác nên chọn những dòng TV năm 2021 và 2022. Thì giá thành nó vừa rẻ vừa hợp lý. Thứ hai là cái chất lượng hình ảnh nó vẫn ok. Chứ còn nếu như thời điểm hiện tại mà các bác mua dòng TV 2023 thì cũng được thôi. Nhưng mà giá thành của nó thì tương đối cao so với các năm còn lại. Và mẫu đầu tiên trong video thì là mẫu 55AU7700. Đây là cái mẫu TV của năm 2021. Ra mắt từ năm 2021 nhưng mà hàng thì sản xuất trong năm 2023. Nhưng các bác sẽ yên tâm về hàng hóa, chất lượng sản phẩm. Hàng đều là hàng mới nhất, nguyên hộp, nguyên bảo hành, chưa kích hoạt bảo hành. Và bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà. Mẫu 55AU7700 này thì giá thành đang bán trừ hết quà bên em sẽ còn là 9.130.000. 9.130.000 cho mẫu 55AU7700. Đây là cái mẫu TV 55 inch giá thành rẻ nhất ở hãng Samsung tại bên em đang bán. Mẫu này thì có độ phân giải màn hình là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi các bác nhá. Dòng này là dòng 2021 nhưng mà hàng mới nguyên hộp và hàng là sản xuất năm 2023. Các bác mua hàng bên em, các bác có thể gọi điện video cho bên em. Gọi vào số tổng đài là 0974 178586. Các bác gọi video call đến thì bên em sẽ nghe và bên em sẽ quay trực tiếp hàng hóa cho các bác. Cần thiết thì bên em sẽ có thể quay trực tiếp hàng tại kho để các bác có thể yên tâm mua hàng. Bên em bán hàng thì 100% là hàng đảm bảo uy tín các bác nhá. Chỉ có những bên bán hàng mà có sẵn hàng, hàng thoải mái thì mới dám quay cho các bác. Còn các bác mà tìm trên mạng những cái một số đơn vị họ bán hàng bằng miệng thôi, họ không có hàng thực tế. Có thể họ để giá rẻ hơn nhưng mà các bác thử gọi video thì nếu như không có hàng thì không bao giờ người ta dám nghe máy điện thoại, dám quay hàng trực tiếp cho các bác. Quay trở lại cái mẫu này thì nếu như bác nào mà chỉ cần xem YouTube này, xem VTV này, rồi xem giải trí bình thường thì cái mẫu này hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu rồi. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi, giá thành rẻ nhất là 9.130.000. Và qua mẫu này thì cao hơn một chút là mẫu 55BU8000. Mẫu này thì ra mắt năm 2022, mẫu mới hơn so với cả AU7700. Dòng BU8000 thì giá thành đang bán trừ hết quà sẽ là còn 10.790.000. 10.790.000 là mẫu 55BU8000, mẫu của năm 2022. Mẫu mới hơn và nó sẽ có thêm cái tính năng là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Cái điều khiển sạc pin thì các bác sẽ không cần phải thay pin hàng ngày, hàng tháng. Vì nếu như điều khiển bình thường dòng AU7700 thì hết pin các bác phải thay. Còn mẫu BU8000 thì điều khiển sạc pin giống như điện thoại. Các bác sử dụng hết pin các bác có thể sạc vào bình thường. Và cái điều khiển đó thì hãng họ chỉ kèm điều khiển thôi. Còn cái dây sạc, củ sạc thì các bác phải tự mua hoặc là các bác tự trang bị. Chân sạc trên điều khiển thì sẽ là chân sạc Type-C. Cho nên là các bác có thể sử dụng sạc của điện thoại Samsung, điện thoại Android. Bây giờ thì có thể sạc được. Hoặc nếu như các bác không sạc thì các bác có thể để úp cái điều khiển xuống thì ở dưới nó sẽ có cái tự động sạc pin năng lượng mặt trời. Các bác để chỗ có ánh sáng thôi là tự động nó sạc. Không nên để ở ngoài nắng các bác nhá. Nếu như để ngoài nắng ấy, thì rất là dễ gây hỏng điều khiển. Bởi vì các bác cũng biết là cứ để ngoài nắng thì cái gì cũng sẽ hỏng. Các bác chỉ cần để chỗ có ánh sáng thôi là tự động nó có thể sạc được rồi. Và mẫu 55BU8000 này thì cũng có độ phân giải màn hình 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rồi, điều khiển sạc pin, thiết kế mới hơn, mỏng hơn so với cả mẫu AU7700. Chân đế thì thiết kế hình chữ T úp ngược để hai bên như này.
Còn mẫu AU77 thì chân đế hơi chéo. Thì đây là hai cái mẫu giá rẻ nhưng mà nó khác biệt một chút, giá thành nó cũng chênh nhau. Một mẫu là 9.130.000, một mẫu là 10.790.000. Đây là mẫu mới hơn, mẫu 2022. Và cao hơn dòng BU8000 này thì sẽ là mẫu 55Q60B. Mẫu 55Q60B này là mẫu được giảm giá rất là nhiều, đang chạy giá tốt các bạn nhé. Dòng QF của Samsung. Và màn hình QF thì nó sẽ có thêm cái lớp chấm lượng tử giúp cho đẹp hơn so với cả mẫu 4K thường. Từ mẫu 4K thường mà lên QS ấy, thì mẫu 55Q60B này đang bán giá chỉ có 12 triệu 200 thôi. 12 triệu 200 cho mẫu 55Q60B. Vì sao em bảo cái mẫu này đang được chạy giá tốt? Bởi vì dòng 55Q60B nếu như các bác so sánh ra ấy, thì mẫu 55 inch này còn rẻ hơn so với cả mẫu 50 inch. Mẫu 50Q60B của Samsung đang bán bên em trừ hết quà thì rơi vào khoảng tầm 12 triệu 260 nghìn. Có nghĩa là nó còn đắt hơn mấy chục nghìn so với cả mẫu 55Q60B. 50 inch nhưng mà đắt hơn so với cả 55 thì các bác đã biết là dòng 55 được giảm giá nhiều như nào rồi, giảm giá rất là rẻ. Mẫu QS này thì nó sẽ khác so với cả mẫu 4K thường ở chỗ là cái chip xử lý nó cao hơn này, thứ hai là cái giải nét này. Nét này sẽ là nét viền duet, còn bên này sẽ là nét viền bình thường. Nét viền hai màu, nét viền một màu. Thì nét viền hai màu thì nó sẽ giúp cho cái độ hiển thị hình ảnh, độ màu sắc của TV nó cũng sẽ cao hơn so với cả dòng BU8000. Ngoài ra thì âm thanh của mẫu Q60B này cũng sẽ cao hơn. Âm thanh thì nó sẽ được hỗ trợ cả Dolby Atmos và có âm thanh theo chuẩn OTS hơn so với cả mẫu BU8000. Thì hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos thì dòng TV này nó sẽ có thể giải mã được tín hiệu Dolby Atmos. Khi mà các bác muốn nghe âm thanh thì các bác có thể kết nối sang loa sau 3 có tích hợp Dolby Atmos thì các bác có thể nghe được âm thanh vòm 3D. Thì đây là dòng 55Q60B. Thiết kế bên ngoài cũng đẹp hơn các bác nhá. Thiết kế bên ngoài viền mỏng rồi nhưng mà chân đế thì để chính giữa. Chân đế thu chính giữa này thì sẽ giúp các bác không sợ bị kệ nhỏ. Chân đế để hai bên thì các bác phải xem là kệ có đẹp vừa hay không, nhưng mà chân đế chính giữa thì kệ nhỏ các bác cũng có thể để được. Đây là ưu điểm ở dòng 55Q60B, dòng QS, màn hình đẹp hơn. Qua dòng 55Q60B này thì sẽ có dòng cao hơn là 55Q70B. Những cái mẫu đó thì hiện tại bên em đang không còn hàng, hết hàng rồi các bác nhá. Và em sẽ chuyển sang mẫu cao hơn là mẫu 55Q80B. Dòng 55Q80B thì màn hình sẽ là nét nền Full HD và cái tần số quét là 120. Ở trên màn hình em đang quay đây, đây là mẫu 55Q80B. Dòng này thì hiện tại giá đang bán trừ hết quà sẽ là 16.920. 16.920 cho mẫu là 55Q80B. Dòng màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét nền Full HD, tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất loa sẽ là 60W, gồm 6 củ loa và có tích hợp cả Dolby Atmos trên loa của TV và âm thanh theo chuẩn OTS. Rồi điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời cũng có trên mẫu này. Thiết kế thì viền mỏng bốn cạnh, viền tràn viền vô cực, ở viền bằng kim loại, chân đế cũng bằng kim loại để chính giữa. Thì đây là dòng TV cao cấp của Samsung, mẫu 55Q80B, giá thành cũng là giá tốt, 16.920.000 thôi. Dòng 55Q80B này thì nó sẽ khác so với cả mẫu Q60B bên kia như thế nào. Dòng Q60B bên kia ấy, thì công nghệ nét viền đuôi ép thôi, còn bên này sẽ là nét nền Full HD. Thứ hai, âm thanh của nó sẽ là âm thanh 60W, còn bên kia thì chỉ có 20W. Và âm thanh có tích hợp cả Dolby Atmos trên loa của TV. Có nghĩa là các bác không cần phải kết nối ra loa sau 3 giống như là Q60B, mà các bác đã có thể nghe được âm thanh vòm 3D trên loa của TV, trên loa của 55Q80B rồi. Rồi chip xử lý của nó cũng sẽ cao hơn. Chip xử lý của 55Q80B có tích hợp AI trong đấy rồi. Cao hơn so với cả chip xử lý của Q60B. Nó hơn rất là nhiều không nhá. Từ thiết kế bên ngoài viền bằng kim loại này, chip xử lý này, công nghệ màn hình nét nền Full HD này, rồi âm thanh này, hơn rất là nhiều. Và giá thành của nó thì chỉ có 16.920.000 thôi, rất là rẻ. Và qua dòng 55Q80B này thì em chuyển sang dòng 55QN85B, dòng Neo QS của Samsung. Mẫu này thì đợt vừa rồi bên em giảm giá nhiều, nhưng mà hiện tại thì mẫu này đang hết hàng, cho nên là giá thành của nó lại tăng lên. Mẫu này thì 55Q80B hiện tại đang bán trừ hết quà, giá thành của nó sẽ còn là 20.050.000. 20.050.000.
Đợt giảm giá nhiều nhất của 55Q85B này thì rơi vào là còn 18.090.000. Nhưng hiện tại cái mẫu này thì bên hãng đang hết hàng và không nhập được nữa. Cho nên là giá thành của mẫu 55Q85B này đang tăng giá và nó lên tới là 20.050.000 rồi. Mẫu QN85B này thì các bác nhìn bên ngoài sẽ thấy ngay cái điểm khác biệt so với cả Q80B. QN85B thì có thiết kế bên ngoài viền màu bạc, vẫn là viền bằng kim loại tràn viền vô cực nhưng mà viền là màu bạc, nhìn nó sẽ nổi bật hơn. Chân đế cũng là bằng kim loại và màu bạc như thế này. Đây là thiết kế bên ngoài. Còn về cái cấu hình bên trong thì cái công nghệ màn hình nó sẽ là công nghệ màn hình mini LED, khác hoàn toàn so với cả nét nền Full Array. Nếu như với nét nền Full Array của Q80B thì em ví dụ là cái bóng nét của nó có thể to bằng đầu ngón tay. Nhưng với dòng mini LED này thì cái bóng nét của nó chỉ bằng 1/40 thôi. 1/40 bóng nét của dòng Full Array. Như vậy cái bóng nét càng nhỏ thì cái hình ảnh trên màn hình, cái hiển thị hình ảnh nó càng chi tiết và càng sắc nét, độ tương phản càng cao. Đây là chính là cái công nghệ đắt giá nhất ở mẫu QN85B này. Công nghệ Phantom HDR 24X cũng sẽ cao hơn so với cả dòng Q80B. Rồi chip cái xử lý của nó cũng sẽ cao hơn. Âm thanh thì vẫn là 60W giống với cả Q80B, có tích hợp cả Dolby Atmos trên loa của TV và âm thanh truyền động OTS. Ngoài ra thì các cái công nghệ khác của dòng cao cấp này nó cũng sẽ cao hơn. Và một điểm thay đổi nữa ở dòng QN85B này của Samsung thì đó là cái bảo hành. Bảo hành của QN85B ấy, thì trong năm 2022 và đầu năm 2023 thì nó được bảo hành 3 năm. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì dòng này chỉ còn 2 năm bảo hành các bác nhớ. Các bác nhớ cho em. Cái chương trình khuyến mại mà 3 năm bảo hành của dòng QN85B ấy, thì chỉ chạy đến hết tháng 3 năm 2023 là kết thúc. Đến hiện tại, thời điểm hiện tại là tháng 4 năm 2023 thì dòng QN85B, QN90B thì chỉ còn là 2 năm bảo hành chứ không còn 3 năm bảo hành như trước nữa. Đây là cái điểm thay đổi ở dòng QN85B. Giá thành hiện tại là 20.050.000. Và qua dòng QN85B ấy, thì em chuyển đến dòng cao hơn, đó là dòng 55QN90B. Dòng 55QN90B thì có thiết kế quay trở lại là màu đen. Màu đen giống như là các dòng khác. Thiết kế vẫn là tràn viền vô cực, viền bằng kim loại nhưng mà thiết kế là viền màu đen rồi. Chân đế cũng là màu đen, để chính giữa như này. Và chân đế của nó thì sẽ khác một chút so với các dòng còn lại. Chân đế thiết kế nhìn nó uốn cong này, nhìn nó sẽ mượt mà và nó đẹp hơn, sang trọng hơn so với các mẫu còn lại. Thiết kế bên ngoài có thay đổi so với các mẫu khác. Thứ hai là về cái công nghệ màn hình thì vẫn là giữ được công nghệ mini LED của QN85B, nhưng mà cái độ sáng của dòng QN90B này nó sẽ cao hơn với HDR32X và độ sáng lên tới 2000 nit. Tức là cái mẫu QN90B này thì có cái màn hình sáng đẹp hơn so với cả QN85B. Dòng này dòng cao hơn. Giá thành của nó thì cũng rơi vào là 22.500.000. Giá chưa hết quà, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là mẫu 55QN90B. Và ở dòng 55 inch của Samsung thì bên em sẽ còn một mẫu nữa, mẫu cuối cùng là dòng 55F95B. Đây là dòng OLED của Samsung. TV OLED của Samsung thì mới sản xuất cuối năm 2022. Dòng OLED của Samsung ấy thì từ năm 2021 thì đã không sản xuất OLED rồi. Nhưng mà đến cuối năm 22 thì bắt đầu sản xuất lại và dòng OLED là sẽ là model là 55F95B. Giá thành của mẫu OLED này thì đang bán chưa hết quà bên em sẽ là 33.770.000. Ở dòng OLED này của Samsung ấy thì nó sẽ khác so với cả các mẫu OLED còn lại. Các hãng khác sử dụng TV OLED ấy, thì cái màn hình của TV OLED nó sẽ có một nhược điểm, đó là tối, màn hình có độ sáng sẽ tối hơn so với cả dòng TV LED bình thường. Nhưng với dòng TV OLED này của Samsung ấy thì cái TV màn hình OLED cũng được phủ thêm lớp chống lượng tử giống như là dòng LED, cho nên là cái độ sáng của TV OLED Samsung sẽ sáng hơn so với cả OLED của các hãng còn lại các bạn nhá. Cái nhược điểm ở TV OLED là cái màn hình tối hơn thì bây giờ được khắc phục rồi. Và ở mẫu Samsung này thì dòng mới, công nghệ mới của Samsung, cho nên là cái màn hình OLED rất là đẹp và nó sáng hơn so với các hãng còn lại. Giá thành hiện tại đang bán chưa hết quà sẽ còn là 33.770.000 thôi nhá, 55S95B. Với cái màn hình OLED thì tất nhiên là cái cấu hình của TV nó rất là cao nhất rồi, và cái
thiết kế bên ngoài của dòng OS này cũng cực kỳ đẹp, thiết kế tràn viền vô cực và viền còn mỏng hơn so với cả dòng QN90B và QN85B cơ. Dòng OS là thiết kế mỏng nhất, đẹp nhất và đang là cao nhất của TV Samsung. Bác nào mà muốn mua TV OS này thì các bác có thể mua trong giai đoạn này vì giá thành nó tương đối rẻ, chỉ có hơn 33 triệu thôi, mà cái mẫu này đang là cao nhất của Samsung. Trên đây là toàn bộ các dòng TV 55 inch của Samsung, model của năm 2021 và 2022 đang bán bên em, giá thành rất là tốt. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, muốn bên em tư vấn trực tiếp thì các bác đừng quên gọi về số tổng đài 0974178586. Và ngoài cái dòng TV của năm 2021 và 2022 thì bên em còn rất là nhiều mẫu TV, cả mẫu mới của năm 2023. Bác nào mà muốn tham khảo các bác cứ gọi về số tổng đài đó. Hoặc các bác có thể vào website của bên em là eco.vn để tham khảo. Trên website của bên em sẽ có đầy đủ hết thông tin và giá thành sản phẩm. Video mà cập nhật giá TV 55 inch của Samsung đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.